Chúng ta của 8 năm sau, Tùng được Minh Oan, Nguyệt tha thứ cho trở về đoàn tụ. Cuối cùng thì nút thắt cũng đã được mở. Tùng vỡ hòa khi biết tin đứa bé trong bụng anh Thu lại chính là con của tên khiêm dê già kia. Nguyệt cũng đã vui mừng đón nhận sự thật này. Cô vẫn còn yêu anh và lại càng không thể để bé Cam không có bố. Trước tấm chân tình và những hành động thành tâm hối lỗi của Tùng, Nguyệt đã tha thứ cho Tùng trở về đoàn tụ. Ngay khi Dương nghe được cuộc nói chuyện khi anh Thu mò đến tận công ty bắt vạ lão Khiêm phải chịu trách nhiệm, thì cũng là lúc mà Tùng đã âm thầm xét nghiệm ADN mà ả ta không hề hay biết. Thì ra tên Khiêm chính là tác giả của đứa bé trong bụng anh Thu. Khi gặp đâu thì thả dê ở đó. Và tất nhiên ngoài gạ gẫm những cô gái trong công ty như Dương đến như ý, rồi còn khiến cho cả bé Mai mang bầu, thì Khiêm còn thường xuyên quan hệ với một gái gọi làng chơi như anh Thu. Và khi hay tin anh Thu mang bầu trước một cô ả đầy trơ trẽn dày mặt, Khiêm biết rằng không thể dọa nạt như bé Mai, hắn ta bèn tìm cách đổ vỏ nói với anh Thu rằng: tiền tôi sẽ chu cấp cho cô, nhưng cô nên về tìm thằng nào mà cô đã từng ngủ với nó ấy mà ăn vạ. Vậy là anh Thu đã về tìm Tùng bắt đổ vỏ. Nhưng Tùng cũng đã bắt đầu nghi ngờ, khiến cho ả ta chột dạ. Tùng đã nhờ bác sĩ Tuấn âm thầm xét nghiệm bằng phương pháp không xâm lấn, chỉ cần lấy máu của Tùng và máu của anh Thu thì sẽ cho ra được kết quả ADN. Tùng đã đưa anh Thu đi khám thai và âm thầm xét nghiệm mà ả ta không hề hay biết. Nhận từ kết quả xét nghiệm ADN mà Tuấn đưa, Tùng mừng rỡ reo lên đầy sung sướng, lật đật ba chân bốn cẳng chạy đến tìm Nguyệt. Tùng đập cửa sầm sầm khiến Nguyệt phải chạy ra. Anh ôm chầm lấy Nguyệt đầy sung sướng, mặc cho Nguyệt dùng dàng xô ra. Nguyệt, đó không phải là con của anh đâu, em phải tin anh. Tùng nhìn thẳng vào mắt Nguyệt, Nguyệt vẫn lờ đi không quan tâm. Cô ta chỉ bắt vạ anh thôi, đây em xem đi. Tùng giơ tờ kết quả xét nghiệm ADN ra trước mặt Nguyệt đầy háo hức và đợi chờ. Cho dù có là thế nào thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi cả, Nguyệt nói đầy hờ hững, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên niềm vui rạng rỡ. Em phải tin anh, đó chỉ là sai lầm của anh thôi. Đời này kiếp này anh sẽ không bao giờ phạm lại một lần nào nữa. Tùng nắm tay Nguyệt, giọng khẩn khoản. Nguyệt vẫn im lặng không nói một lời. Anh xin em hãy tha thứ cho anh, anh không thể sống thiếu em và Cam được. Tùng thút thít, từng giọt nước mắt rơi lại chả xuống, khiến cho Nguyệt cũng xúc động mà quay mặt đi chỗ khác.